À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay, biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2020. Âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Nhâm Dần tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hắc Đạo. Về các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày Nhâm Dần, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, kim bạch kim, kỷ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất, nhờ kim khắc mà được lợi nhé. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ và tuyệt dậu. Về các tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân, bính dần. Tuổi xung trong tháng là tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, tốt cho mọi việc, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Thánh Tâm, tốt cho mọi việc, nhất là cầu phúc và tế tự, làm lễ, cắt áo trong tháng 7 đó nhé. Dại Thần, Đại Cát cũng tốt cho mọi việc, tố tụng, dại oan, và giải trừ được các sao xấu nữa đó. Sao Dịch Mã cũng tốt cho mọi việc, nhất là cái việc xuất hành trong cái ngày này nhé. Trong ngày cũng có một số sao xấu như là sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình, xấu, sao Không Phòng, kỵ cái việc cưới hỏi đó. Và về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng chính Nam, Tài Thần, hướng chính Tây các bạn nhé. Trong ngày có các khung giờ tốt như là khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ. Khung giờ này là khung giờ đại an, tốt cho mọi việc. Các bạn có thể là làm lễ cầu trời, mọi việc sẽ được viên mãn, mọi sự tốt đẹp nhé. Khung giờ tốc hỷ từ 9 giờ đến 11 giờ cũng rất tốt, tốt cho mọi việc đều được mỹ miều, cầu tài cầu lộc thì cũng được tốt đẹp các bạn nhé. Và tiếp theo mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được quý nhân chính tài nâng đỡ, cho nên trong ngày này thu nhập từ những cái công việc chính với bạn tuổi Tý được ổn định, vững vàng và bản mệnh có thể thoải mái trong cái việc chi tiêu theo ý của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng tiếc là trong ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tý, bạn chỉ may mắn về cái con đường tài lộc thôi, còn cái con đường tình duyên của bạn lại đang gặp muôn phần trắc trở nhé. Bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày thủy sinh xuất cho mộc, thể hiện những cái vấn đề bất mãn, ấm ức ở trong lòng của bạn ra bên ngoài đó. Bạn tuổi Tý yêu thương nhiều, hy sinh nhiều, nhưng những cái nỗ lực và tình yêu vô bờ bến của bạn có thể làm người ấy trả bạn một cách phũ phàng mà bạn không thể tưởng tượng được đâu nhé. Trong cái ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch này với bạn tuổi Tý, ngày này với bạn lại có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm, rất tốt cho mọi việc, đặc biệt là cầu phúc, tế tực, tế tự, làm lễ trong tháng 7, đốt quần áo, rất tốt các bạn nhé. Và đặc biệt sao Giáp vào cái ngày Dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, có bệnh sửa lệ cầu trời, ốm đau bệnh tật, muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Tý nhé.
Về tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, công việc được ổn định. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, thu nhập được vững vàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, không phải lo về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, bạn bị tổn thương nợ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu, bạn cần phải kiểm tra lại các cái nguồn đầu tư kinh doanh của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, kiếp tài nhập cục, có một số chỗ nào đó nảy sinh vấn đề với bạn, khiến cho bạn tuổi Sửu tiền bạc chưa kịp vào nhà đã trôi đi mất đoạn. Bạn tuổi Sửu á, bạn mệnh bộ tiền ra kinh doanh thì phải đi sau đi sát vào tình hình, chứ đừng có ném tiền một chỗ rồi để đó thôi nhé. Nếu bạn tuổi Sửu bạn cứ làm như vậy thì chẳng những tiền bạc không hề sinh sôi nảy nở với bạn mà càng ngày càng lụi đi nữa đó. Trong cái ngày Nhâm Dần này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc thổ. Cái điều này, cái đường tình duyên của bạn không kiếm phần trắc trở, khi mà cái chuyện tiền bạc cũng ảnh hưởng tới cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy nhé. Bạn tuổi Sửu có nhiều cái vấn đề phát sinh khi mà kinh tế không đủ lực gánh đỡ với bạn đó. Và trong cái ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Sửu, ngày này cũng rất tốt cho cái việc cầu phúc, tế tự, làm lễ trong cái tháng 7, cắt quần áo rất chi là tốt nhá. Ngày này có sao giáp trong cái ngày Dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, có bệnh tật sửa lễ cầu trời, ốm đau bệnh tật bớt phiền, không phải lo bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, làm ăn có phần không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, đầu tư sai chỗ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, tình cảm phôi pha. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, tiền bạc thất thoát đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Dần đang gặp tiểu nhân thiên quan nhập cục. Cái điều này làm cho vận trình của bạn tuổi Dần khó lòng mà đạt được những cái điều mình mong muốn nhé. Với bạn tuổi Dần, vận xui điêu bám do bị những kẻ xấu bụng kia hết lần này tới lần khác tìm cách để hãm hại bạn. Bạn mệnh tuổi Dần trong ngày thứ năm này có thể sẽ vướng phải những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là bị cấp trên khiển trách do đồng nghiệp buông lời xúc phạm, đưa tin sai sự thật, tìm cách trả thù, chơi xấu bạn đó nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, con đường tình duyên của bạn không được tốt. Đối với những bạn còn độc thân thì dường như bị số phận trêu ngươi, khi mà mộc kim xung khắc đồng nghĩa với cái việc hết lần này tới lần khác. Và bạn tuổi Dần, bạn đem lòng cảm mến một người thì người ấy lại dành tình cảm cho người khác đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, bị tiểu nhân xúc phạm. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, số phận trêu đùa.
về đánh giá sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang báo hiệu bạn đang đón tình yêu ngập lối luôn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão chẳng quan tâm tới miệng lưỡi người đời, miễn là người đó yêu thương mình là bạn chấp nhận cùng được ở bên nhau. Tam hội cục sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi cho bạn mệnh có được cái tình yêu và hạnh phúc ngọt ngào các bạn nhé. Trong cái ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng có chính quan xuất hiện, cái điều này làm cho cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tạo một cái điều kiện cho bạn mệnh thể hiện được cái năng lực của mình. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Mão hoàn thành được mọi việc một cách xuất sắc trong ngày luôn. Và bản mệnh tuổi Mão, bạn biết mình còn có nhiều thiếu sót nhưng vẫn cố gắng hết sức lấy cần cù bù thông minh, cấp trên đánh giá cao cái sự nhiệt tình và tinh thần cầu tín ở bạn nên trao thêm cho bạn nhiều cái trọng trách quan trọng. Chính từ cái điều này mà bạn cũng có thêm phần thu nhập cho mình nhé. Trong cái ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này ạ, với bạn tuổi Mão cũng có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm, sao Giáp, rất tốt cho việc cầu phúc, tế tự, làm lễ cắt áo trong tháng 7. Sao Giáp trong cái ngày dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, các bệnh tật, sự lễ cầu trời thì ốm đau bị bệnh tật, bớt phiền, không phải lo nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, có người thương nhớ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn đừng sợ hãi đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bản mệnh đang biết mình đang làm gì, muốn gì và luôn chủ động trong cái chuyện tình cảm của mình nữa rồi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn á, dần Thìn tương hồi, đôi bên có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau, chẳng cần phải nói nhiều cũng có được cái sự thông cảm và chia sẻ cho nhau nữa rồi đó. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Thìn trong cái ngày này lại cũng khá chi là cứng nhắc, nhưng trong công việc thôi, bạn khuyên với thế chủ động cho nên không chịu được cái việc bị người khác chỉ đạo. Cái điều này làm cho bạn dễ dàng phản kháng lại một cách không cần thiết lắm đó bạn tuổi Thìn nhé. Tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn có được cái sự độc lập và chủ động. Cái điều này là chuyện tốt với bạn, nhưng bạn cũng cần phải chứng minh rằng mình là người linh hoạt và biết thích ứng, biết tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của người khác. Chứ đừng có đụng một cái là trái ý ngay lập tức, là có phản ứng ngay lập tức, tỏ thái độ bất hợp tác. Như vậy là không tốt cho bạn đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Thìn, ngày này có nhiều sao tốt với bạn như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm, sao Giáp, rất tốt cho cái việc cầu phúc, tế tự, làm lễ, cắt áo cho các cụ trong tháng 7 nhé. Sao Giáp trong cái ngày dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, có bệnh tật,
sửa lẹ cầu trời, ốm đau bệnh tật, muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Thìn nhá. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn cố chấp gây bất đồng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn cần phải lắng nghe và tiếp thu. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đừng có nghĩ mình luôn đúng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, gia đình ấm áp. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là hết vận trình của bạn trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ đang thấy chật vật để chống đỡ trong cái cuộc hôn nhân và cái phương diện tình cảm của mình không được tốt nhé. Với bạn tuổi Tỵ, mâu thuẫn không quá lớn nhưng để lâu ngày cũng như cái ung cái nhọt rất chi là đau đớn luận. Tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải úa tàn. Còn đôi khi bạn cảm thấy thất vọng và cảm thấy chán nản với chính bản thân mình nữa nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn không muốn phải đánh mất nhiều thứ đến như vậy nhưng chẳng thể nào làm khác được đâu được. Thiên ấn chiếu mệnh thể hiện cho bạn trong ngày có được cái sự sáng tạo, quyết đoán, và cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ dám nghĩ, dám làm, khắc phục được những cái vấn đề khó khăn đang gặp phải trong công việc. Bạn mệnh được cấp trên đánh giá cao về cái phương diện công việc, sự nghiệp của bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn vụt mất hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, cấp trên yêu ái đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất, cho nên trong cái ngày nhâm dần này với bạn tuổi Ngọ, bạn có được nhiều may mắn lắm nhé. Với bạn tuổi Ngọ, cứ ngờ phải mất nhiều thời gian mới tìm được cách liên hệ làm quen với người ấy thì lại có ngay quý nhân giúp đỡ cho bạn đó. Cái mối nhân duyên trời định nên dù có khó khăn nhưng cuối cùng thì người yêu nhau vẫn sẽ về lại bên nhau. Bạn tuổi Ngọ hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng có quên cái thối cả thèm chóng chán bạn nhé. Trong cái ngày nhâm dần này với bạn tuổi Ngọ, chính ấn chiếu mệnh, đây là cái tín hiệu vô cùng về tốt đẹp cho công danh và sự nghiệp của bạn luôn. Cơ hội để cho bạn tuổi Ngọ thăng tín, thăng chức đã đến. Bạn tuổi Ngọ hãy nắm bắt lấy cái cơ hội của mình chứ đừng có chần chừ nữa bạn nhé. Và trong ngày cái mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Ngọ, ngày này cũng có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm, sao Giác. Ngày này rất phù hợp cho cái việc cầu phúc, tế tự, làm lễ cắt quần áo cho các cụ trong tháng 7 nhé. Sao Giác vào cái ngày dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, các bệnh tật sửa lẹ cầu trời, mọi ốm đau bệnh tật muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình yêu trời định,
tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, nhân duyên khó tránh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, công việc tín trị tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn có tin vui báo về. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Và ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp phải kiếp tài chiếu mệnh, khi không cũng có chuyện mất tiền hao của xảy ra với bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mùi không mong muốn xảy ra những cái chuyện như vậy, nhưng cũng chỉ đành lấy tiền để giải quyết mà thôi đó. Thu chẳng có đủ bù chi cùng bởi những cái chuyện bất ngờ phát sinh với bạn trong ngày. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải quân khoản tiết kiệm tích lũy mỗi khi tiền bạc dụng dịch, đề phòng cho những cái lúc thất bát thế này bạn tuổi Mùi nhá. Trong cái ngày Nhâm Dần này đối với bạn tuổi Mùi, mộc thổ bất dung còn thể hiện ở cái sự bất đồng trong những cái quan điểm giữa bạn với người ấy đó. Đối phương không thích cùng cách dùng tiền để giải quyết mọi chuyện của bạn, chỉ mong muốn lấy lý lẽ để phản biện với bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Mùi á, không nên xuất hành đi xa. Nếu như có việc cần thiết không thể tránh được thì bạn nên chọn hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây để hạn chế những cái rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn đang có cái sự bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tiền bạc thất thoát. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn bị lừa gạt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, tài lộc hư hao. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, vợ chồng hục hạc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên trong cái ngày Nhâm Dần này với bạn tuổi Thân, những cái suy nghĩ tích cực chẳng thấy đâu mà toàn nhìn vào cái chuyện theo cái hướng tiêu cực, rồi tự mình buồn thương chán nản với bạn tuổi Thân nhé. Bạn tuổi Thân á, bạn cần phải chia sẻ tâm sự với người thân gia đình, nhưng lại lựa chọn cách giấu hết mọi chuyện trong lòng. Cái điều này sẽ làm cho bạn càng ngày càng cảm thấy bí bách vì không biết xử lý ra làm sao cho hợp tình, hợp lý đó nhá. May mắn là trong cái ngày Nhâm Dần này đối với bạn tuổi Thân, thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái phương diện tài lộc của bạn được sáng lại, tài lộc cứ ùn ùn kéo về nhà. Đây là một cái tia sáng trong một ngày tăm tối với bạn, và bạn mệnh tuổi Thân cảm thấy mình thật sự là may mắn khi có được người giúp đỡ trong cái chuyện làm ăn buôn bán trong cái khoảng thời gian này nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân á, cũng rất phù hợp cho cái việc cầu phúc, cầu tài, tế tự, làm lễ cắt quần áo cho các cụ tháng 7 nhé. Ngày này có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm và đặc biệt là sao Giác trong cái ngày Dần này được đăng vin, mọi việc được tốt đẹp, có bệnh tật sửa lẹ cầu trời, ốm đau bệnh tật muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, làm ăn thì phát đạt. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa,
tài lộc đổ về nhà. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, tự làm khổ mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn cần phải nghỉ thoáng ra đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 7. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là bản mệnh đang để cho mình được buông lỏng thái quá rồi đó. Thương quan chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi Dậu, nếu như bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại cái thái độ làm việc của mình thì rất có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra với bạn. Cấp trên cảm thấy không hài lòng khi bạn không hoàn thành được công việc đúng tín độ theo dự kiến. Nhiều việc xảy ra dồn dập khiến cho bạn đánh mất đi lòng tin với mọi người khi cứ thất hẹn liên tục lần này tới lần khác đó bạn nhé. Trong cái ngày Nhâm Dần này với bạn tuổi Dậu, mộc kim xung khắc, cái điều này cho thấy những cái khoảnh khắc về tình cảm của bạn cũng ảnh hưởng khá chi là nhiều tới công việc của bạn mệnh nhé. Bạn tuổi Dậu mất tập trung cũng bởi vì đang chán nản do mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm gia đình. Và trong cái ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như có việc được giao phải đi xa thì bạn nên chọn hướng tốt để đi nhé. Hướng tốt như là hướng hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây, để hạn chế những cái rủi ro với mình, giải quyết công việc được êm xuôi hơn bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nhiều chuyện bất đồng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn cần ngồi lại bên nhau. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn đừng cố chấp nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 6. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và thể hiện được hết cái ưu thế đó để tăng cái sự hấp dẫn của mình với người khác phái đó nhá. Và bạn tuổi Tuất đó, bạn tin rằng sẽ tìm được người phù hợp với mình rồi đó. Và quả thực đó, trong cái ngày Nhâm Dần này với bạn tuổi Tuất, ngày này ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn mệnh được suôn sẻ hơn rất nhiều, nay lại càng tốt đẹp nhá. Có thể sẽ có người bày tỏ cảm xúc với bạn và bạn cần phải bình tĩnh để xử lý, chứ đừng có vội trả lời bạn tuổi Tuất nhé. Nhưng trong cái ngày này với bạn tuổi Tuất, tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy là bạn tuổi Tuất trong cái tính cách của bạn, bạn không bị người khác áp đặt, nên dù cấp trên có tạo cái điều kiện thì cũng phản đối, đánh mất đi cái cơ hội thăng tiến cho mình đó. Ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Tuất, ngày này rất phù hợp cho cái việc cầu phúc, tế tự, làm lễ cắt áo trong tháng 7. Trong ngày có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm và đặc biệt là sao Giáp của cái ngày Dần này được đăng vin mọi sự tốt đẹp. Có bệnh tật, sửa lễ cầu trời, ốm đau bệnh tật, muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tính cách của bạn khác biệt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, nam châm trái dấu hút nhau. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Tuất
thuộc kim, công việc bất ổn, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn cần phải chú ý thái độ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi, bạn nên dành thời gian để quan tâm hơn tới gia đình của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, lục hợp cục cho thấy không khí gia đình của bạn có được cái sự hòa hợp, mọi người đều đồng lòng để vun đắp cho hạnh phúc gia đình nữa rồi đó. Với bạn tuổi Hợi trong cái ngày này có được hậu phương vững chắc cho nên thoải mái chinh chiến cho những tham vọng của mình nhé. Bản mệnh không quan tâm nhiều tới những cái khó khăn trước mắt mà cố gắng nỗ lực để đạt được cái mục tiêu đề ra nữa rồi đó. Trong cái ngày này, thiên tài chiếu mệnh, bạn tuổi Hợi thể hiện được bước nhảy vọt khá chi là lớn trong cái tài vận của mình nhé. Với bạn tuổi Hợi trong ngày này có được sự may mắn mang đến cho bạn cái nguồn thu nhập khổng lồ đến từ nhiều việc khác nhau mà chính bạn tuổi Hợi cũng phải bất ngờ đó. Trong cái ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Hợi á, ngày này có nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thánh Tâm, rất tốt cho việc cầu phúc, tế tự, cầu tài, làm lẹ, cắt quần áo cho các cụ trong tháng 7 nhé. Và đặc biệt á, sao Giáp trong cái ngày Dần này được đăng vin, mọi việc tốt đẹp, có bệnh tật, sửa lẹ cầu trời, ốm đau bệnh tật muôn phần không phải lo nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, kinh doanh được thuận lợi. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh để theo dõi video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào mọi người.